Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm thử cái keo epoxy resin, keo hai thành phần AB mình mua trên mạng Shopee. Giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhé. Giá của hai lọ keo này, đây là hai lọ nhỏ, là 28.000. Đây là loại keo trong suốt, có lọ A và lọ B. Và đây là cái lọ A và đây là lọ B. Còn đây là cái hoa đào mình làm bằng cái dây nhún. Mình sẽ ép ở trong cái hộp hình cầu và mình cũng mua luôn ở trong cái shop trên Shopee nhá. Hộp cái khuôn hình cầu silicone. Bây giờ mình sẽ cho cái hoa đào vào trong cái khuôn hình cầu và đậy nắp lại. Tiếp đến là mình sẽ pha cái keo A và keo B theo tỷ lệ là 3:1, tức là một keo B và ba keo A. Bây giờ mình sẽ lấy ra ở đây là 4 ml keo loại B trước, mình cho vào cốc. Lần đầu mình làm nên hơi nóng ngóng, các bạn thông cảm nhá. Đây, 4 ml keo loại B mình sẽ cho vào cái cốc dùng sẵn. Cái cốc này thì mình cũng mua luôn ở trong cái shop đấy. Cốc này là cốc dùng một lần nhé các bạn nhé. 4 ml, tức là 4cc, mình sẽ dùng cái xin anh để mình hút. Rồi, ok, đã đủ 4 ml. Bây giờ mình cho vào cốc nha. Đây, 4 ml đây, các bạn nhìn rõ nha. Ôi, đỏ mất rồi, mình cho nó hơi mạnh tay, các bạn thông cảm. Xong, bây giờ mình sẽ hút tiếp 4 ml thì 3 keo loại A nghĩa là 4 ml, loại B thì tương đương với 12 ml keo loại A. Bây giờ mình sẽ hút 12 ml keo loại A. Mẻ đầu mình hút đi là 6 ml, thì cái xin anh nó cũng tối đa nó cũng chỉ được có 6 ml thôi nhá. Và sau đấy mình sẽ hút tiếp 6 ml nữa, loại A nữa. Này tiếp theo này mình cho vào nhá, rất là run tay. Đây, bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Các bạn lưu ý là khi mình khuấy thì mình khuấy đều và khuấy nhẹ tay để nó sẽ không tạo bọt. Nó sẽ không có cái bọt khí ở trong, sau này nó sẽ rất là xấu. Do lần đầu mình làm nên mình cũng chưa biết kết quả nó thế nào. Nhưng mình nghĩ là mình dùng bằng này có vẻ là hơi ít, có vẻ chắc vẫn chưa đủ so với cái thể tích của cái khuôn hình cầu kia. Có lẽ mình sẽ phải pha thêm một lần nữa. Đấy là mình cũng sẽ lấy là 4 ml keo loại B. Ok, mình sẽ hút 4 ml keo loại B. Và sẽ đồng thời sẽ phải pha tiếp với 12 ml keo loại A nữa thì mới đúng. Nghĩa là cũng pha tương tự như lần trước nha các bạn ạ. Các bạn chờ mình chút nhé, mình đang hút keo loại B. Đây, xong rồi, 4 ml keo loại B.
Bây giờ sẽ hút tiếp 6 ml keo loại A này. 6 ml keo loại A. Tiếp nữa là sẽ là 6 ml keo loại A nữa thì mới đủ được 12 ml keo loại A. Theo đúng tỷ lệ. Đúng ra là mình phải dùng cái cân tiểu ly để mình pha thì nó sẽ chính xác hơn các bạn ạ. Đây là mình do mình thử nghiệm cho nên là mình mới dùng xin anh để mình pha. Nếu pha không đúng tỷ lệ thì sẽ rất là khó đông. Bây giờ mình khuấy nữa nha. Khuấy đều tay cho keo A và B trộn lẫn đều với nhau nhé. Quay rất đều lên nhé, xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bơm vào trong khuôn hình cầu. Keo chưa đông khá là trơn trượt, trơn như mỡ. Bây giờ mình sẽ bơm nha. Rất là run tay. Các bạn lưu ý là bơm thì mình sẽ bơm vào keo vào từ từ, nếu không là nó sẽ tạo bọt khí ở bên trong. Rất là trượt, khó, rất khó làm đây. Mình thấy sau khi pha bằng ý keo nhưng mà so với cái thể tích của cái khuôn hình cầu này là chắc là vẫn phải pha thêm rồi, vì là keo thì gần hết rồi nhưng mà khoảng trống trong khuôn thì còn cũng tương đối nhiều. Mình sẽ hút hết chỗ này xong mình sẽ pha thêm một lượng nữa nha. Tương đối trơn. Cho keo vào rất nhẹ tay, nếu không sẽ bị bọt khí ở bên trong các bạn ạ. Rồi, đã thiếu, bây giờ mình sẽ tính toán mình pha thêm là đi 1 ml keo loại B và 3 ml keo loại A nữa nha. Bây giờ mình sẽ lấy 1 ml keo loại B. Các bạn chờ mình chút nha. Do tay của keo này khá trơn trượt. 1 ml keo loại B này. Mình hút tiếp 3 ml keo loại A. Đây, mình cho 3 ml keo loại A vào nhé. 3cc. Bây giờ sẽ tiếp tục khuấy đều lên ạ.
Bây giờ mình hút tiếp, mình cho vào trong khuôn hình cầu. Mình nghĩ bây giờ bằng này keo là đã cũng tương đối là đủ rồi đó. Mình bơm tiếp vào nha. Đây. Vẫn thiếu một chút nhưng thôi không sao, như thế là cũng đủ rồi ạ. Một tí nữa mình hút nốt vào. Sau khi bơm đầy vào trong khuôn hình cầu, mình sẽ để chờ đợi tiếp là 24 tiếng nữa xem keo nó có đông không. Bình thường là keo nó sẽ đông sau 12 tiếng, thế nhưng mà keo này mình cũng không biết thế nào, mình nghĩ chắc cũng phải 24 tiếng thì mới đông được, vì mùa đông và mùa đông này nó lạnh nên là nó khó đông hơn. À, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại video của mình. Sau 24 tiếng chờ đợi, mình đã thấy là keo tương đối là đông cứng rồi ạ. Bây giờ mình sẽ bóc cho các bạn xem nó đã đông hết chưa nhé. Đây, ở bên trên là cũng là chưa đông ạ. Chắc bởi vì mình pha tỷ lệ nó cũng chưa hoàn toàn chính xác, cho nên là ở dưới thì cũng đông, đã đông rồi, nhưng mà bên trên thì lại còn một chút nữa thì lại không đông được. Tuy nhiên nhìn quả cầu cũng tương đối là đẹp. Cái vía thì mình sẽ có thể dùng cái giấy ráp mình đánh đi, và mình dùng cái chất tạo bóng mình bôi lên cái vết mình đánh thì nó sẽ bóng bóng quả cầu hơn ạ. Nên hôm nay mình cũng chỉ làm đến đây, mới video chỉ mang tính chất là thử nghiệm. Hy vọng video sau thì mình sẽ làm mọi thứ nó tốt và nó chuyên nghiệp hơn. Cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình làm. Chúc các bạn vui vẻ nha. Xin chào các bạn ạ.